Tụi mình đến cái vườn dâu mà hôm trước có rất nhiều trái lớn để hái dâu. Vườn dâu tuần trước mình hái đó, mà hôm nay tới đây, trời, người ta hái đông quá trời mà mình đi muộn á. Mình đi muộn thế là hết dâu rồi. Bên đây cũng rất nhiều dâu, nhưng mà đây là cái giống dâu khác á, nên là dâu này nó mới ra trái nhỏ thôi nè, nó chưa chín, nhiều trái lắm luôn á. Người ta trồng kiểu như một nửa ruộng là dâu này, một nửa ruộng là dâu kia để cho chín từ từ hay sao á. Nè, trái quá trời trái luôn, nhưng mà trái nhỏ. Trái này thì chắc chắc là phải 2 tuần nữa mới chín. Hôm nay người ta hái đông chưa kìa. Nếu như mà mình đi sáng sớm á, 8 giờ, 9 giờ sáng thì chắc là còn nhiều dâu. Đó, kiếm ở trong bụi ra thì cũng thỉnh thoảng còn được một hai trái chín, nhưng mà trái nhỏ xíu à. Trái nhỏ này thì về mình làm sữa dâu cũng ngon. Tại mình đi trễ nên là người ta hái hết rồi chứ dâu ở đây vẫn nhiều trái lắm.